chào thể quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Thì em là Phúc với số hotline 0979 77 893. Thì hôm nay thì em mới về một con Hyundai Accent đời 2018, hộp số sàn, động cơ là 1.4. Thì hôm nay em muốn quay chi tiết cận cảnh kỹ về từng bộ phận một, từ phần ngoại thất, nội thất, rồi đến phần khoang máy, rồi phần động cơ gầm bệ cho quý chị, để quý chị có thể cảm nhận rõ hơn khi xem video của em nhé. Thì những quý chị nào mà là lần đầu tiên mà xem video trên kênh của em thì quý anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để ủng hộ em, cũng như là sau này quý anh chị có thể tham khảo được tất cả những cái giá xe trên thị trường. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay từ phần trước xe, đầu xe rồi đến phần khoang máy. Nói chung đầy đủ cho quý anh chị để quý anh chị có thể cảm nhận quý anh chị nhé. Thì hiện nay thì con xe này bên em đang chào bán với giá là 390 triệu quý chị nhé. 390 triệu bao quý chị rút hồ sơ. Đây. Bây giờ em sẽ quay đến cái phần trước của xe này. Phần đèn pha và đèn gầm thì nói chung là còn rất tương đối là đẹp quý chị nhé. Đây ạ. Đèn này ạ. Còn rất là mới quý chị nhé. Đây. Hiện nay thì con xe này đang mang biển thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà quý anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh khi mua xe này thì không mất tiền chuyển biển. Và đặc biệt khi quý anh chị mua những cái dòng xe mà có biển thành phố Hồ Chí Minh, sau này quý anh chị bán thì nó vẫn được giá hơn những cái dòng xe biển tỉnh quý anh chị nhé. Đây ạ. Lốp này còn khá là ok quý anh chị nhé. Đó. Lốp này còn khá là ok, rãnh còn khá là sâu. Xi nhan thì được tích hợp trên gương này quý anh chị này. Đó. Xe này thì có một số vết chầy nhẹ này. Đây. Chầy nhẹ này. Và hạn đăng kiểm của con xe này thì đã hết rồi quý chị nhé. Đó thì ngay hôm nay thì bên em sẽ đi đăng kiểm lại con xe này, gia hạn thêm đăng kiểm quý chị nhé. Đó. Thì xe có như thế nào thì bên em nói như vậy thôi quý chị nhé. Đó, nếu mà quý chị nào mà đã mua xe bên em thì quý chị biết chất lượng xe bên em tuyển lựa rất là kỹ càng quý chị nhé. Đó, khi đến tay quý chị là không có một lỗ nhỏ hay là xe nó không có đâm đụng hay gầm nước gì quý chị ạ. Đó, cửa này đóng rất là nhẹ nhàng và hít quý chị ạ. Đây. Đây phần táp ly xe này. Đó. Cái ốc bản lề này. Nói chung là xe như thế nào thì bên em chia sẻ như vậy cho quý anh chị để quý anh chị có thể cảm nhận rõ hơn, để tránh mất thời gian hai bên quý anh chị nhé. Quý anh chị cảm thấy ưng con xe nào bên em, giá nó phù hợp với quý anh chị, chất lượng nó như vậy, quý anh chị có thể ủng hộ em. Còn không thì quý chị có thể tham khảo cái gì nhá. Đây, keo chỉ của xe này. Đó, xe này thì cam kết với quý chị là xe nguyên zin, không có đâm đụng. Cái nội thất bên trong này thì là ghế da, trần là trần nỉ. Nguyên zin của con xe này thì là ghế nỉ quý chị nhá. Đó. Bên em bọc thêm một cái lớp áo ngoài thôi. Còn bên trong là vẫn là nỉ quý chị nhá. Đó, quý chị không thích nỉ nữa thì không thích cái da này thì quý chị có thể lột lớp da ra. Đó thì con quý chị có thể sử dụng nỉ. Tại vì bên em bọc cái này thì thứ nhất là nó sạch sẽ quý chị nhá. Đó, nhìn xe rất là đẹp, nó sạch. Đó, quý anh chị về không phải bọc lại nữa, cứ thế để đi thôi. Đó, trần thì trần nỉ quý chị ạ. Đây, sàn này. Sàn này thì quá là sạch sẽ rồi quý chị nhá. Đó, tất cả các phim bấm bên kia này. Chút nữa sẽ qua bên kia quay quý chị. Đây, về nóc xe này. Đây, nóc xe này. Đó, nóc xe không có mục mọt gì quý chị nhá. Khi quý anh chị đi xem xe cũ thì quý anh chị xem tất cả những cái chi tiết. Đây. Về phần cửa sau đây. Đó. Sạch đẹp quý anh chị nhé. Chung là cửa này đóng rất là hít. Đây keo chỉ này. Cửa này. Đấy, hoạt động trơn tru hết quý anh chị nhé. Keo chỉ này. Đây. Nói chung là xe này thì đảm bảo em đã cam kết với quý chị để quý chị yên tâm nhé. Đó. Và đây sẽ cần gầm bệ của xe này. Đây. Gầm bệ con xe này đây quý chị nhé. Không có mục mọt gì ạ. Đó đấy ạ. Đây. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của con xe này đây. Đường hỗn hợp là khoảng 5,4 lít này. Trong nội thành là mất khoảng 6,6 lít, ngoại thành là mất khoảng 4,7 lít, đi rất là tiết kiệm, trên 100 cây như quý chị nhé. Đó,
cửa kia đóng rất là nhẹ nhàng hết quý vị ạ. Xe này đảm bảo quý vị nhìn là quý vị thích luôn ạ. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đó. Cái dòng cao su đây thì nó bị lách này quý vị này. Đó, cái dòng cao su này bị lách này. Ốc bản lề này còn nguyên zin hết quý vị nhá. À, cái thông số của xe này. Đó. Các phím bấm này còn rất là mới quý vị nhá. Những cái xe nào mà xe gia đình đi ấy, thì các cái phím bấm này này còn rất là mới. Những cái dòng mà chạy taxi dịch vụ phím này nó mờ hết, người ta sử dụng nhiều quá. Đó, bây giờ em sẽ mở đến cái phần khoang máy. Máy móc con này thì đảm bảo với quý chị là nó đẹp. Đây. Máy đẹp long lanh luôn chị ạ. ABS này. Đó. Tất cả những cái thông số em quay chậm từ từ cận cảnh cho quý chị nhé. Đó, quý chị có thể xem. Từ phần tai này. Tai nắp capo này. Đó, keo chị này. Đó, quý chị xem nhé. Có như thế nào thì bên em quay như vậy cho quý chị. Quý chị cảm thấy ưng, phù hợp với túi tiền của mình thì quý chị có thể ủng hộ em. Đó. Thì quý chị nào mà quan tâm và muốn trải nghiệm con xe này thì quý chị hãy liên hệ trực tiếp với em để em hỗ trợ cho quý chị. Với số online 0979 77893. Hoặc quý chị có thể tham khảo tất cả những mẫu xe bên em trong Zalo của em qua cái số này. Đó. Trong quá trình xem video, quý anh chị có bất kỳ thắc mắc nào, quý anh chị hãy comment phía bên dưới để em hỗ trợ cho quý anh chị nhanh nhất. Rồi em xin kết thúc video tại đây và cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và ủng hộ em trong thời gian qua. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.